mọi người đã lập qua các cháu vòng bảng vòng loại rồi, vòng bán kết để góp mặt trong cuộc thi ngày hôm nay. Trận chung kết này là trận chung kết tranh siêu cúp, siêu cúp kéo co. Vâng, và như vậy là trước mặt chúng ta ngày hôm nay, cô giáo Vì Thu Hạnh là giáo viên chủ nhiệm 11B và đối thủ là thầy giáo Hà Dương. Và hiệu lệnh, chúng ta hãy đến với hiệp đấu đầu tiên giữa hai đội 11B và 12. 3, 2, 1, bắt đầu! Và sức mạnh khủng khiếp của 11 e đã được thể hiện một lần nữa. Và chúng ta nghỉ trong ít giây, có thể là một phút để chúng ta hồi lại sức, để chúng ta kéo và co nhau. Cười. Ta cổ động viên chúng ta cổ vũ cho cả hai đội nhá. Và như vậy là sau hiệp 1